Vâng, như vậy xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với trung tâm bóng đá cộng đồng Hiếu Thảo Sport và chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận cầu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay giữa cao thủ 68 FC và đối thủ của họ là câu lạc bộ Cơ khí An Tấn Phát. Như vậy tiếng còi bắt đầu hiệp 1 của trận đấu đã được vang lên với pha nổi còi của trọng tài Bảo Anh. Một nỗ lực tấn công nữa dành cho các thủ bên phía đỏ xanh. Nguyên không trắng được chuyền ra cơ hội dứt điểm. Như vậy thì đã có bàn thắng sớm dành cho cầu thủ Cơ khí An Tấn Phát và lập công đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 6. Vị trí của anh Kiệt đã dứt điểm chính xác vào khoảng cách giữa thủ môn và cột dọc, nó vốn rất hẹp ở cự ly này. Anh Kiệt đã mở tỷ số từ khá sớm tạo nên lợi thế dẫn bàn dành cho các thủ áo xanh và bây giờ thì họ đang chơi khá tự tin. Một tình huống dứt điểm nguy hiểm của Thanh Bình. Suýt chút nữa thì Thanh Bình đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các thủ Cơ khí An Tấn Phát. Đây là thời cơ trở lại với Minh Tài, đường chuyền ngang. Khoảng trống dành cho các thủ áo đỏ, xoay sở kết thúc đi. Chưa thể dứt điểm. Trọng tài đã thổi phạt rồi. Bạn cùng xem lại pha bỏ lỡ này. Cú đá của Minh Tài đã không đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng An Tấn Phát. Rất bình tĩnh. Đường chuyền ngang, khoảng trống nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ và bây giờ thì tỷ số đã là 1-1. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước đó từ chấm phạt đền thì các cầu thủ bên phía 68 Kiên Giang cũng đã có được bàn thắng quân bình tỷ số. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống tấn công này. Một pha bóng mà vị trí của số 12 đã có được pha xử lý rất hay. Nỗ lực xoay sở của các thủ bên phía Cơ khí An Tấn Phát. Tình huống cầm bóng của cầu thủ mang chiếc áo số 2 Vũ Ca. Vẫn còn thêm pha dứt điểm. Như vậy thì tỷ số đã là 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh và cú đúp dành cho anh Kiệt. Trong nỗ lực chuyền ra là của Vũ Ca, bóng đã chạm vào người cầu thủ bên phía đội bóng áo cam và ngay sau đó đến ngay chân của anh Kiệt. An Tấn Phát đầu cố gắng quay đáp tiếng xe đội 7. Mất bóng. Pha sẽ chấp tốt đến từ Thanh Bình và đây là cơ hội dành cho Nguyên không trắng. Không được, Thương Đen đã cướp bóng một cách chủ động và đây là cơ hội dứt điểm dành cho số 8 không vào. Nguy hiểm, không vào. Thì đè rất cố gắng nhưng vừa rồi thì đã có sự hỗ trợ của Trường Di và đây là hậu đệ. Dứt điểm ngay, cú đá rất nguy hiểm và xin chút nữa thì Thương Đen đã ghi bàn. Lúc này thì cả Nguyên không trắng và Thanh Bình đều đang bị kèm người gắt gao. Một đường thoát xuống của Thanh Bình, cơ hội dành cho Bình Lukaku. Không được, đã không có pha dứt điểm nào được tung ra. Tiếp tục khoảng trống cho Thanh Bình, dứt điểm không vào. Pha bỏ bóng. Thượng Đen tiếp cận không vào. Được chuyển tốt, Trường Di. Vẫn là Trường Di. Mở cánh rất hợp lý cho Lý Quỳnh. Lý Quỳnh có thể dứt điểm. Thủ cứ lòng dứt gót và đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 dành cho Thượng Đen. Pha ghi bàn sức cảm giác và dễ dàng dành cho cầu thủ ma số 8 với một tình huống đưa bóng về cột xa chuẩn xác của Lý Quỳnh và Thượng Đen đã dứt gót rất đơn giản. Pha phối hợp chính xác giữa hai cầu thủ có màu da không được sáng trong ngày hôm nay. Quang ơi, đường xuyên, Thượng Đen cơ hội nữa dành cho số 8 dứt điểm. Cú đã hơi chậm. Thượng Đen. Nhưng mà giữ bóng bình tĩnh, áp sát rất khó chịu, cú đá ngay đã không thành công. Thượng Đen đã lùi về khá thấp. Trước đó trong ít phút vừa qua thì Thượng Đen bất ngờ dâng cao và đã có cho mình được bàn thắng gỡ hòa 2-2. Hậu Đệ một tình huống chạm bóng rất đáng tiếc là pha chạm bóng của Hậu Đệ lại chưa đủ chính xác. Tiếp pha chạy dài có điểm chạm hay không, rất đáng tiếc tình huống chạm bóng chưa chính xác của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Vẫn là cơ hội trở lại với Hoàng Nam, được chuyền lên khoảng trống hơi chần chừ. Các cầu thủ áo đỏ đã hơi thiếu chủ động trong nỗ lực vừa rồi. Và đây là cơ hội trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng An Tấn Phát. Dứt điểm. Cú đá không thành công, pha cửa lòng hướng về phía góc xa nhưng rất tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Mật bóng, Nguyên không trắng. Ở phía bên kia đang là ốp báo không được, đường chuyền đã không đến được vị trí của số 7. Những nỗ lực của Thành Thật, Nguyên không trắng. Quả tạt cú đánh đầu chính xác và tỷ số bây giờ lại là 3-2. Tình huống ghi bàn của Báu, tỷ số đã được nâng lên 3-2 dành cho cầu thủ Cơ khí An Tấn Phát. Một lần nữa thì các cầu thủ áo xanh lại vượt lên dẫn trước. Đây là lần thứ ba mà cầu thủ Cơ khí An Tấn Phát thành công trong việc tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Quả tạt khá chính xác của Nguyên Không Trắng và pha đánh đầu với tình huống không ai kèm của Úc Báu đã rất dễ dàng để đưa bóng vào khung thành. Một cơ hội lên bóng nữa dành cho cầu thủ xanh anh Kiệt. Tỷ bóng vẫn chưa vượt qua được sự ngăn chặn của Lý Bình và đây là cơ hội dành cho Thương Đen.
3-3. Lý Bình bây giờ là 4-4, tiếp tục là Thương Đen. Pha đi bóng sức tự tin của số 8 có thể kết thúc dứt điểm rất dễ dàng và tỷ số một lần nữa lại được san bằng. Bàn thắng thứ hai của cá nhân Thương Đen. Trước đó thì số 8 ghi bàn từ, chúng ta cũng nhìn lại pha cầm bóng đột phá đầy tự tin của Thương Đen sau khi nhận đường truyền từ vị trí của Lý Bình. Anh đã vượt qua sự chi cản của các hậu vệ bên phía Cơ Khí An Tổng Quát trước khi đưa ra một pha sửa lòng về phía góc chìm không xa. Tỷ số một lần nữa trở lại với Xuất Phát. 3 lần các cầu thủ bên phía Cơ Khí An Tổng Quát vượt lên dẫn trước thì 3 lần họ bị đối phương gỡ hòa. Và đây là cơ hội nữa dành cho Thương Đen. Cơ tốc đi, không vào. Vẫn còn. Pha xử lý bình tĩnh trong nỗ lực bị áp sát của Trung Đen. Được chuyền dành cho bên Thanh Bình. Mất bóng rồi, phản công dành cho cao thủ bên phía sau 8 Kiên Giang. Và đây là khoảng trống, cơ hội cho Minh Tài dứt điểm đi. Rất chính xác, tỷ số là 4-3. Minh Tài lập công để nâng tỷ số lên dành cho cao thủ sau 8 Kiên Giang. Và đây là lần đầu tiên mà cao thủ áo đỏ vượt lên dẫn điểm trước đối phương. Khu vực phần giữa sân và sau đó là pha triển khai tốc độ đến từ cao thủ bên phía đội bóng sau 8 Kiên Giang để phản công. Và đường chọc khe chính xác đã giúp cho Minh Tài ghi bàn. Đây là lần đầu tiên mà cao thủ 68 Kiên Giang vượt lên dẫn trước đối phương sau khi liên tiếp để cho đối phương dẫn điểm ở trong hiệp 1. Thêm pha dứt điểm từ xa, rất nguy hiểm và tỷ số đã được san bằng 4 đều. Tuyệt vời, cú đá rất khó chịu của số 20 Anh Trực. Và nó đã đánh bại thủ thành bên phía đội bóng 68 Kiên Giang. Và kết thúc quá khó chịu, các bạn cùng nhìn lại siêu phẩm này. Cú đá quá khó dành cho thủ thành bên phía đội bóng 68 Kiên Giang để có thể ngăn cản. Vẫn còn. Quả khống chế đầy cố gắng, không có bàn thắng. Bóng đi cắt ngang mặt khung thành sau nỗ lực xây sở của tiền đạo Thanh Bình. Vẫn là cơ hội trở lại với Lý Bình. Lý Bình có thể kết thúc tình huống dứt điểm sức căng nhưng bóng đã liếm vào mép ngoài của cột dọc. Anh Trực. Tiếp tục là vị trí của anh Trực. Một đường treo bóng dài của số 20, Thanh Bình tiếp cận. Như vậy thì bóng đã đi thẳng vào lưới rồi. Tỷ số đã được nâng lên 5-4 dành cho cầu thủ Cơ Khí An Tổng Quát chăng. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Bóng đã chạm tay của Thanh Bình trong nỗ lực băng xuống. Thanh Bình đang rất tích cực di chuyển và tranh chấp. Cơ hội trở lại với các cầu thủ An Tổng Quát, khoảng trống chưa thể vượt qua được sự chi cản gắt gao của Tú Lê. Và đây là thời cơ trở lại với Minh Tài. Tình huống 3-3 dành cho các thủ đỏ đột phá. Quyết định đột phá hơi thiếu hợp lý và chưa thể vượt qua được vị trí của anh Trực. Pha phối hợp, đây là anh Kiệt. Chưa có được không gian để dứt điểm. Khoảng trống, kết thúc ngay. Cú đá tốt, không vào, vẫn còn Thanh Bình. Không có pha đánh đầu bồi thành công dành cho vị trí của số 9. Vẫn là cơ hội dành cho Thành Thật. Và bóng nguy hiểm mà các thủ áo xanh đã có được trước đó. Đụng ra trận rất khó chịu của Trung Đen. Cú cửa lòng đi rất nguy hiểm nhưng không đánh bại được người gác đền bên phía đội bóng áo đỏ. Và ngay sau đó thì Thanh Bình băng vào nhưng không có được điểm chạm trong tình huống cố gắng đánh đầu bồi. Đối đầu đang rất hấp dẫn. Minh Tài lấy đà. Quyết định dứt điểm của Minh Tài đã đi vọt xa. Và qua người rất hay và đây là khoảng trống nữa dành cho các thủ xanh. Rất tiếc là không có pha dứt điểm. Xin lỗi, bằng pha đi bóng trước đó bên phía hành lang cánh trái là của Bầu Định. Vẫn còn, đây là Tú Lê, phản công dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Tú Lê đi bóng, không vượt qua được sự ngăn chặn của anh Trực. Tình huống lợi thế dành cho các thủ Cơ Khí An Tổng Quát. Khoảng trống dành cho vị trí của các thủ áo xanh, không vào. Quả đáng tiếc cho Trung Đen. Tình huống dứt điểm trong tư thế rất chống chạy và góc sút khá rộng dành cho số 17. Nhưng anh lại kết thúc đi ra ngoài trong pha bóng này. Quá đáng tiếc cho cú ra chân của Trung Đen. Và tranh chấp sức quyết liệt, trọng tài một lần nữa lại thổi phạt. Cơ hội để cho các thủ áo đỏ lần nữa vượt lên dẫn trước và đứng trước quả phạt đang là vị trí của Thương Đen. Pha dứt điểm vẫn không thành công. Lần thứ hai thì thủ thành Quốc Đại lại cản phá penalty thành công. Trước đó thì anh cũng đã ngăn cản một quả penalty ở trong hiệp 1. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho các đội phát. Út báo qua người, út báo, dứt điểm. Quá tuyệt vời dành cho các thủ An Tấn Phát. Một tình huống họ phải hứng chịu quả phạt đền. Cản phá thành công và lập tức trừng phạt đối thủ của mình bằng một pha phản công chớp nhón. Thương Đen đã không thể đánh bại được Quốc Đại trong quả đá phạt đền. Tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn bên phía đội bóng áo xanh. Và ngay sau đó thì các cầu thủ áo đỏ để mất bóng.
Và sau đó là một đường chuyền của trung đen lên phía trên dành cho Úc Báu. Pha tì bè của Úc Báu đã vượt qua được sự ngăn chặn của hậu vệ bên phía đội bóng áo đỏ và cú dứt điểm chính xác đã đánh bại hàng thủ bên phía đội bóng sau 8 Kiên Giang. Nhưng pha cố gắng thoát pressing của các thủ bên phía đội bóng sau 8 Kiên Giang, họ đang bị dẫn trước một bàn và đang trang đội hình lên. Trường Duy đường chuyền tốt và cơ hội dành cho Hoàng Nam. Hơi chần chừ cho pha xử lý của số 10 Hậu Đại. Chập khe thương đen đưa bóng ra, chưa có pha dứt điểm dành cho các thủ áo đỏ. Bóng lại về chân của các thủ áo xanh. Một cơ hội nữa dành cho bóng, pha không triển khai. Rất đáng tiếc là bóng lại bị vấp ngã. Nguyên Không Trắng trở lại sân để thay cho vị trí của trung đen. Một cầu thủ không trắng vào thay cho một cầu thủ đen. Đánh đầu ngược không vào. Một pha phối hợp khá nhịp nhàng của các thủ An Tân Phát nhưng vẫn không có bàn thắng dành cho Úc Báu. Đó là một tình huống mà Úc Báu đã chọn điểm rơi khá hay nhưng pha đánh đầu ngược của số 7 lại đi vọt xa. Cú chờ bóng của Thương Đen. Đó là một tình huống xử lý bình tĩnh của Quang Đại. Cơ hội này dành cho Nguyên Không Trắng. Cú tỉa bóng và đây là khoảng trống kết thúc và đã có tiếng còi trước đó rồi. Úc Báu phải dứt điểm đơn giản và tỷ số đã được nâng lên 6-4 dành cho cao thủ Cơ Khí An Tân Phát. Bàn thắng thứ 3 của cá nhân Úc Báu trong trận đấu này. Điểm đơn giản và đánh bại thủ thành bên phía đội bóng 6-8 Kiên Giang. Thời gian không còn nhiều, trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ hai. Khoảng trống cho số 7 kết thúc. Cú đã đập vào lưng của Lý Quỳnh. Khoảng công dành cho các thủ bên phía An Tân Phát. Đường chuyền lên rất hay Úc Báu. Pha đưa bóng dành cho Nguyên Không Trắng. Nguyên Không Trắng pha qua người rất dẻo dứt điểm. Cú đá chính xác và một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng An Tân Phát. Và đó cũng là pha lập công cuối cùng trong trận đấu này. Chiến thắng dành cho các cầu thủ Cơ Khí An Tân Phát với tỷ số 7-4 trước các cầu thủ 6-8 Kiên Giang. Và trước khi khép lại trận đấu, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một lần nữa bàn thắng trong pha phản công của các thủ An Tân Phát với pha dứt điểm chuẩn xác của Nguyên Không Trắng. Các cầu thủ bên phía An Tân Phát giành chiến thắng với kết quả 7-4 trước các thủ 6-8 Kiên Giang FC.